Chuyên gia Phạm Chi Lan là người đóng thuế, tôi phản đối vay vốn Trung Quốc. Xung quanh đề xuất đang có dư luận trái chiều mới đây về vay một ngân hàng của Trung Quốc 300 triệu USD để làm đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên thành viên nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ đã bày tỏ sự phản đối. Thưa bà, gần đây Bộ Giao thông Vận tải có đề xuất vay vốn 300 triệu USD của một ngân hàng Trung Quốc để phát triển cao tốc Vân Đồn Móng Cái. Bà bình luận gì về đề xuất này? Tôi có nghe và cảm thấy rất lo lắng. Trước tiên, chúng ta cần xem xét sự cần thiết làm một tuyến cao tốc này trong bối cảnh phải đi vay hay không khi nợ công đang lớn. Bên cạnh đó, cơ chế vay vốn sẽ thế nào? Giao hết cho Tổng thầu Trung Quốc hay sao? Hơn nữa, làm đường cao tốc trên khá nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Ở đó, từng có những dự án gây bất lợi cho Việt Nam, như địa phương từng cho họ làm một khu sân gôn, án ngữ vị trí quan sát quốc phòng quan trọng. Làm tiếp con đường này có mang lại lợi ích cho khu vực Đông Bắc hay không thì đây là câu hỏi lớn cần giải thích, đặc biệt với Trung Quốc, tham vọng của họ không hề suy giảm, không hề che giấu là làm một con đường hai vành đai hoặc đường tơ lụa trên biển. Tất cả cái đó có đáng để Việt Nam làm cao tốc ở chỗ nhạy cảm hay không chứ chưa nói vốn của ai. Tại sao bà lại lo lắng khi vay vốn của ngân hàng Trung Quốc để làm đường? Cũng có người cho rằng đây là một nguồn lực để Việt Nam tận dụng phát triển. Vốn vay đúng là nguồn lực, dù giá rẻ nhưng chúng ta cũng phải xét toàn cục. Tôi nói như thế này, dự án giao thông của Trung Quốc tại Việt Nam như đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông là minh chứng và bài học. Việt Nam vay một đồng nhưng giờ đắt thêm gấp 3 đồng rồi mà vẫn chưa xong. Vay của họ ràng buộc đủ thứ trong khi rất nhiều nghi ngờ về chất lượng công trình rồi. Quyết liệt như ông Đinh La Thăng đã từng phải thốt lên, vay của Trung Quốc bây giờ đành phải chịu, không làm gì được. Tại sao biết xe đổ như thế, điều tệ hại chưa kết thúc thì lại lao vào cái mới? Chúng ta thừa biết vay vốn của Trung Quốc thì phải đi kèm nhiều điều kiện. Vốn của người ta thì công nghệ của người ta, thầu phụ của người ta, thậm chí lao công cũng của người ta nốt, vật tư của người ta hết. Họ cho vay để bán hàng họ, tạo việc làm cho họ, trong khi thời gian, tiến độ, chất lượng chúng ta không kiểm soát được. Nếu chúng ta giỏi trong giám sát thì cũng không để cho Cát Linh Hà Đông chậm như vậy, không để cho đường ống nước sông Đà vỡ lần 18 liên tiếp. Thế thì tất cả bài học đó đã rõ rồi, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hiện nay nhạy cảm đến mức ngay cả những người dân bình thường cũng không muốn vay mượn của Trung Quốc. Vậy tại sao các cơ quan nhà nước lại cứ muốn nhảy vào? Ngoài các dự án hạ tầng thì rất nhiều dự án liên quan đến Trung Quốc như dự án nhà máy thép Thái Nguyên, dự án xi măng, thủy, nhiệt điện, đủ các thứ. Bất cứ dự án nào của Trung Quốc cũng đầy rẫy vấn đề. Là người đóng thuế, tôi không ủng hộ vay vốn Trung Quốc chỉ vì mang lại lợi cho Trung Quốc mà tác hại cho Việt Nam là rất lớn. Phải nói thêm là Trung Quốc đang trong quá trình chuyển đổi tăng trưởng, đi kèm là các công nghệ cũ được thay bằng công nghệ mới, vật liệu cũ bằng vật liệu mới, và vòng đời của các công nghệ kỹ thuật cũ này sẽ được xuất khẩu sang các nước khác qua ODA, qua vốn vay. Bài học này chính bản thân các nước châu Phi thì họ đã nhận rồi, đi kèm vốn rẻ của Trung Quốc là nhiều rủi ro về tài nguyên, ô nhiễm môi trường. Điều tôi đau chính là bài học đau xót vậy mà các người trách nhiệm tại Việt Nam vẫn chưa rút được kinh nghiệm, tôi không hiểu được. Việc xây dựng đường cao tốc sẽ giúp Việt Nam khai thác thị trường tiêu thụ của Trung Quốc, giúp kinh tế Việt Nam xuất khẩu, giảm nhập siêu từ nước này, đó là giả thuyết hợp lý. Vấn đề của Việt Nam là chơi với Trung Quốc vừa có lợi thế nhưng vừa có thách thức lớn. Nhưng tôi cảm nhận được qua các con số thì Việt Nam được hưởng lợi rất ít mà thách thức phần lớn. Bây giờ để cải thiện nhập siêu từ Trung Quốc phải tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế chứ không chỉ dựa vào việc làm một con đường. Quan hệ thương mại với Trung Quốc không trở ngại vì do con đường hàng năm Việt Nam nhập khẩu hàng chục tỷ USD từ Trung Quốc, cả đường trên bộ, đường biển, hàng không. Đó có phải là khó khăn do con đường hay không, trong khi xuất khẩu của ta sang Trung Quốc eo ọt, lại bảo thiếu đường. Cải thiện phải cải thiện ở chỗ khác. Trong các tuyên bố của Trung Quốc, họ vẫn nói cải thiện thương mại với Việt Nam, nhưng họ nhập cái gì? Toàn nguyên liệu thô, đảo hết mỏ nọ đến mỏ kia. Rồi trong việc nhập khẩu của phía Trung Quốc, cũng có nhiều bài thủ thuật như nhập khẩu gạo kém chất lượng, chè trộn phân lân rồi đi rêu rao chất lượng của Việt Nam xấu để chúng ta mất thương hiệu. Bà phản đối những giả sử
Làm con đường cao tốc là thiết yếu, vậy bà có sáng kiến gì hơn nữa trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc? Nước này vẫn không phải là chủ nợ của Việt Nam, các nhà tư bản Trung Quốc không phải là nhà đầu tư lớn, sao chúng ta phải lo? Hiện nay, theo quan sát của tôi, Trung Quốc không phải là đối tác đầu tư, nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Các dạng đầu tư của Trung Quốc chủ yếu là qua bỏ thầu giá rẻ, tổng thầu EPC khá phổ biến. Hiện đã hơn 90% tổng thầu ở Việt Nam là rơi vào tay Trung Quốc, giá bỏ thầu của họ rẻ, nhưng rồi thời gian lại bị kéo dài, giá tăng lên. Nếu hiện nay chúng ta cần làm thì hình thức kêu gọi vốn bằng hình thức hợp tác công tư PPP là hình thức hợp lý. Tuy nhiên, hiện nay còn có nhiều vấn đề như chi phí quá cao, có rất nhiều cái thiếu minh bạch, bản thân các dự án không có chủ đầu tư tốt nên bức xúc cho xã hội nghi ngờ PPP. Tôi phải nhấn mạnh bản chất phương thức PPP như VT làm đường là không xấu, nhưng vì mình làm tồi nên không kêu gọi được dự án tốt, không vì thế mà nói PPP không tốt được, trong khi thế giới đã làm rất nhiều dự án. Tuy nhiên, phía các đơn vị đưa ra đề xuất lại cho rằng không thu hút được các nhà đầu tư theo phương thức PPP vì tổng vốn dự án quá lớn, lên đến 30 triệu USD, không nhà đầu tư nào đáp ứng được. Tôi cho rằng nếu dự án lớn, ta chia nhiều cấu phần, phần nào đấu thầu tư nhân, kêu gọi được vốn của tư nhân thì ta làm triệt để nhằm giảm đầu tư ngân sách, mà phần nào khó quá, tư nhân chê, không ai nhận thì nhà nước đứng ra làm. Đấy là việc dự án cấp thiết quan trọng. Các cơ quan nhà nước đã thử kêu gọi chưa hay mới đưa đề án ra đã nói rằng tư nhân họ không làm. Các anh có kêu gọi tư nhân chưa mà vội kết luận tư nhân không muốn tham gia vào, mới đề xuất dự án mà đã giao hẳn cho tổng thầu, giao hẳn như vậy thì đâu còn quy trình để chúng ta quản lý, giám sát nữa, đấu thầu hay chọn lựa nữa. Xin trân trọng cảm ơn bà.